Thằng Lương mang một ý nghĩa rất là lớn lao. Chúng tôi được thành lập năm 2004 với sứ mệnh là phục vụ tốt, giáo dục tốt để giúp các em học sinh sinh viên của Việt Nam đến với các nước như là Singapore, Malaysia, Philippines, Anh, Úc, Mỹ, Canada. Bởi vì chúng tôi là một trong những cựu du học sinh để có được những cái kinh nghiệm để giúp đỡ và chia sẻ cho các em du học, mang đến cho các em những cái trải nghiệm và những cái kinh nghiệm. Bởi vì là khi mà mới lần đầu tiên mình đi du học, mình sẽ có những cái bỡ ngỡ và gặp rất là nhiều khó khăn. Và cũng không sao, chúng tôi là những người đã có kinh nghiệm và chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm đó để đi hòa nhập với những cái đất nước khác, những cái nền văn hóa khác. Cái cơ duyên mà để mình hợp tác với công ty du học Thằng Lương á là cách đây 2 năm, khi mà mình đã tích lũy đủ tài chính để mà du học thì có một người bạn giới thiệu mình tên gặp chị Hằng. Thì mình đã được chị rất là nhiệt tình đã tư vấn cũng như là giúp đỡ mình trong cái việc mà nhập hồ sơ du học ở Singapore. Và 2 năm sau khi mà mình trở về thì mình quyết định là hợp tác với công ty tư vấn du học Thằng Lương. Vì thứ nhất, anh chị đều là đã như những người du học sinh, cựu du học sinh của Singapore rồi. Và khi mà mình được lắng nghe anh chị tâm sự cũng như là giúp đỡ những cái bạn sinh viên thì mình cảm thấy là mình cũng có một cái niềm đam mê, mình cũng có một cái gọi là cái lòng quyết tâm để mà có thể giúp đỡ các bạn sau này. Nói chung là rất là hài lòng luôn. Mình cảm thấy là ban đầu thì cũng gọi là không có tin tưởng lắm hết đâu, tại vì mình sợ là cũng giống như những cái chỗ khác á, họ chỉ gọi là tư vấn mình, thuyết phục mình thôi, cái đó là như vậy. Nhưng mà cảm thấy cái dần dà cái gọi là khi mà trao đổi, tại vì mình phải làm bản hợp đồng rồi nọ, thì bắt đầu mình qua trao đổi nhiều hơn thì mình cảm thấy là tận tâm lắm, mình luôn tận tâm lắm. Từ những cái nhân viên trước không đi chăng nữa thì cũng rất là nhiệt tình với mình, hầu như tất cả câu hỏi thì họ đều đáp ứng cho mình, những yêu cầu của mình họ cũng đáp ứng nữa đó, mình cần cái gì họ cứ đáp ứng như vậy, gì rất là nhiệt tình luôn. Cảm thấy là giống như là vô tới là giống như là gia đình vậy đó, chứ không có phải là người ngoài nữa. Mình thực sự rất là hài lòng các công ty phụ chăm sóc cũng như là giới thiệu về cái đất nước mà mình muốn đi, cũng như là dự định sắp tới của mình về ngành học, về trường mình đang học, cũng như là công ty cho biết hết tất cả các thông tin, cũng như là giải thích cặn kẽ về mọi hoạt động mình chuẩn bị làm sắp tới và cùng mình lên kế hoạch cho công việc tương lai sắp tới. Thật ra thì chị không có rành về du học đâu. Bởi vậy khi mà tìm đến Hằng Lương á, chị yên tâm lắm. Tại Hằng Lương tư vấn cho chị những cái thông tin hữu ích, là nó thực tế, ví dụ như phù hợp với nhu cầu của mình, chứ không phải là Hằng Lương chỉ đưa ra những cái thông tin, ví dụ như là những cái trường có sự hợp tác với Hằng Lương hay như thế nào, thì hay là không, hoàn toàn là không có dựa trên cái đó, mà chỉ dựa trên nhu cầu của mình, những cái mình mong muốn, thì để tìm một cái trường cho phù hợp. Thậm chí những cái trường mà không có hợp tác với Hằng Lương, mà nếu mà mình yêu thích thì Hằng Lương cũng sẽ tìm mọi cách để liên lạc và tư vấn cho mình. Trong 15 năm qua, chúng tôi là trải qua rất là nhiều cái thăng trầm. Một trong những kỷ niệm mà tôi nhớ nhất đó là những ngày đầu chúng tôi thành lập. Chúng tôi là một đơn vị, một cái văn phòng chỉ có 20m² thôi. Và lúc đó văn phòng chỉ có 4 nhân viên. Khi mà chúng tôi phát triển vào năm 2009 thì chúng tôi đã phát triển. Hiện tại thì con số văn phòng chúng tôi đã là tổng cộng 14 nhân viên. Và vào năm 2012 thì chúng tôi đã có được cái giấy phép hoạt động của tư vấn du học của Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Thì đây là một cái bước ngoặt mà lớn trong cái đơn vị du học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thì nhân tiện trong clip kỷ niệm 15 năm lần này thì tôi cũng xin đại diện cho công ty Hoàng Hồng Lương xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý đối tác, quý phụ huynh học sinh và các bạn nhân viên đã cùng đồng hành chúng tôi trong suốt thời gian qua, và tôi xin chúc mọi người có nhiều sức khỏe và bình an.